Kinh Ratthapala, trang số 654. Chúng ta có từng nghe qua Ngài Ratthapala bao giờ chưa? Ngài rất là nổi tiếng, nếu mà không nghe thì cũng là một cái thiếu sót. Mà nghe rồi mà không làm được như Ngài thì cũng lại là một cái thiếu sót nữa. Giờ bây giờ mình quyết định là nghe hay không nghe? Thôi mình nghe không làm được như Ngài thì cũng dáng làm từ từ. Thì Ngài Ratthapala, nếu mà chúng ta có học kinh Trung Hàm á, thì không biết đã học đến cái bài này chưa? Là Ngài Lại Cha Hòa La đó. Nếu mà dịch ra là Lại Cha Hòa La thì có lẽ là nếu mà học kinh thì như Thượng Tọa Viên Chánh dạy đúng không? Thì nếu mà gặp ấy thì cái bài kinh Lại Cha Hòa La là cái bài nó tương đương với cái bài này. Thì Ngài Ratthapala đó là một con của một cái gia đình Bà La Môn, mà Bà La Môn cũng chia ra nhiều giai cấp lắm, tức là nhiều thứ bậc đó, level. Mà đây trong kinh nói là Ngài Ratthapala là sinh trong giai cấp Bà La Môn là thượng tộc, tức là cao nhất trong dòng Bà La Môn, gia đình rất là giàu có. Và trong cái gia đình này đó là thậm chí là vua nước Kuru, nó thuộc về nước Kuru đó, là ông vua ông rất là kính nể. Và Ngài Ratthapala chúng ta sau đây chúng ta sẽ thấy là được vua quý mến lắm. Ngài được ra vào mặc dù còn rất trẻ, mới chỉ độ ngoài 20 thôi, mà được vua kính quý như là bạn, được ra vào vườn thường uyển của ông là tự do thoải mái, không có trở ngại gì hết. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào học cái bài kinh này. Trước hết chúng ta học cái phần tên kinh. Tên kinh thì rất dễ dàng là Ratthapala, là tên của Ngài, mà nếu chúng ta dịch ra là Lại Cha Hòa La. Còn Sutta là kinh. Thì bài kinh về Ngài Ratthapala, On Ratthapala là kinh về Ngài Ratthapala. Chúng ta cùng đọc cái phần tiếng Anh ha. Ratthapala Sutta On Ratthapala, the story of a young man who goes forth into homelessness against the wish of his parents, and later returns to visit them. The story, là câu chuyện, of a young man, là của một chàng thanh niên trẻ. Who là người, go first tức là xuất ra đó, into là homelessness, là từ go first đi xuất ra trở nên đến chỗ không nhà, against là chống đối lại, the wish là ước muốn of his parents là cha mẹ, and later và sau đó returns là quay trở lại, to visit them là quay trở lại thăm viếng cha mẹ. Bài kinh về Ngài Ratthapala, đây là một cái câu chuyện của một chàng trai trẻ đã đi xuất gia đến chỗ không nhà và chống đối lại cái ước nguyện của cha mẹ mình, nhưng sau đó thì quay trở lại và thăm viếng cha mẹ. Nội dung của bài kinh này đó, thì cái phần rất yếu vừa rồi đó không có đột tả hết, mà tuy nhiên thì nội dung ở đây có hai vấn đề chính trong bài kinh này. Cái phần thứ nhất đó là muốn Đức Phật muốn qua cái bài kinh này đó để nói lên một cái động cơ xuất gia chân chánh, hoặc là cái động cơ học và tu tập Phật một cách chân chánh. Và cái thứ hai, cái nội dung thứ hai của bản kinh chính là đưa ra cái sự thật của cuộc đời.
Thì bố cục của bài kinh này cũng được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là nói về cái sự xuất gia, tu đạo và chứng đạo của tôn giả Ratthabala. Phần thứ hai là nói về cái tâm bất động chuyển của ngài Ratthabala sau khi mà trở về thăm viếng cha mẹ. Và cái phần cuối cùng của bài kinh chính là nói về cái động cơ xuất gia chân chánh của chúng ta. Thì hoàn cảnh của bài kinh này là Đức Phật viếng thăm một cái thị trấn, tức là một cái vương quốc tên là Kuru, mà cái thành phố này tên là Thulakotita. Đây là một trong những cái nước cũng rất là giàu mạnh. Và một chút xíu nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy là qua cái cuộc đối thoại là chúng ta giữa ngài Ratthabala và ông vua thì biết đây là một trong những nước rất là hùng mạnh ở thời bấy giờ. Thì khi đó thì Đức Phật đến viếng thăm cái thành phố này và đất nước của Kuru, thì được tiếng đồn của ngài cũng như những bản kinh trước chúng ta đã gặp đó, là được đồn đi rất là nhiều là ngài là bậc đã giác ngộ, tự thân đã giải thoát và đem cái giải thoát đó dạy cho tất cả mọi người, và ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh đẳng giác, vân vân, đầy đủ 10 hiệu, và cái tiếng tốt đẹp về ngài được lan truyền đi rất là nhiều nơi. Và chính vì thế mà khi mà Đức Phật đến cái thành phố này đó thì được rất nhiều các cái tầng lớp Bà La Môn là đến viếng thăm. Và trong nhóm các cái vị Bà La Môn này đó thì có ngài Ratthabala cũng đến thăm Đức Phật và đã được Đức Phật thuyết pháp cho nghe. Thì đó là hoàn cảnh của cái bài kinh xảy ra. Thì chúng ta đi vào cái phần thứ nhất của bài kinh ở trang số 654, cái phần tóm tắt. Khi Phật đến thuyết pháp tại thị trấn Thulakotita, thanh niên con nhà giàu tên là Ratthabala xin cha mẹ theo Phật xuất gia. Cha mẹ không cho, Ratthabala bèn tuyệt thực gần chết, nên cha mẹ buộc lòng cho phép. Ratthabala được xuất gia thọ đại giới, chẳng bao lâu ông chứng quả A-la-hán. Sau khi chứng quả, tôn giả Ratthabala xin Phật về nhà thăm cha mẹ. Thì cái đoạn vừa rồi chính là phần thứ nhất của bài kinh. Thì cái câu chuyện như thế này, thì sau khi mà được nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì ông ngài Ratthabala cũng rất là tế nhị, ngài cũng theo tất cả các cái đoàn Bà La Môn đó trở về. Mà khi nửa đường mọi người trở về hết đó thì ngài quay lại, ngài gặp Đức Phật, ngài nói rằng là vừa nãy đã được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp rất là hay, và con ngộ ra được một cái điều là cuộc sống ở tại gia ấy, thì có nhiều cái ràng buộc, cuộc sống thì đầy những cái phiền trược, rất khó có thể cho cái người tại gia mà có thể sống được một cuộc sống thanh bạch, thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc, tức là ví với người xuất gia đó, nên là không có thể mà ví được với như người xuất gia là có thể sống phạm hạnh một cách hoàn toàn đầy đủ. Thì con mới khởi lên cái ý nghĩ rằng là vậy thì phải từ bỏ gia đình và đi xuất gia, sống không gia đình giống như Đức Phật và Chư Tăng thì mới có thể thực hiện được cái phạm hạnh sống đầy đủ, trong sạch giống như cái trắng bạch như vỏ ốc được. Thì bây giờ con xin phép là Đức Thế Tôn cho phép con được xuất gia. Thì khi mà được xin phép như vậy, Đức Phật có đồng ý không? Sao không đồng ý? Có người đi tu xuất gia theo mình mừng quá chứ. Vừa nãy có nghe rồi. Thì Đức Phật mới hỏi rằng là thì cũng rất là tốt, nhưng mà bây giờ là khi mà ông muốn đi xuất gia vậy đã được phép của cha mẹ chưa? Như Lai không có nhận bất cứ một ai xuất gia mà không được phép của cha mẹ. Thì ở đây chúng ta thấy là cái chi tiết này để chúng ta thấy là lúc này đó là Đức Phật đã về viếng thăm cảnh thành Ca Tỳ La Vệ rồi, và đã được sự thỉnh cầu của vua Tịnh Phạn là sau khi mà ngài La Hầu La đi xuất gia đó, là ông yêu cầu rằng là Đức Phật khi mà tiếp nhận bất cứ ai vào tăng đoàn ấy thì phải có cái sự cho phép của cha mẹ. Thì cái câu chuyện như thế thì Đức Phật nói rằng là bây giờ mà ông chưa được phép của cha mẹ cho phép đó thì Như Lai không có nhận đi tu, thì ông phải về làm sao làm công tác tư tưởng với cha mẹ mà đồng ý thì hãy đến đây. Thì đây cũng là một cái cũng rất là tế nhị, bởi vì chúng ta biết là
Gia đình của Ratthaphala rất là giàu có mà rất là có quyền thế ở đấy, mà vua mà còn phải rất là kính trọng, cho nên là đây cũng là một cái cách để mà giữ sự an ổn cho chư tăng. Nếu như mà Đức Phật chấp thuận liền đó, mà ông này ông đi tu á, mà chúng ta biết là Ratthaphala là con duy nhất của hai ông bà đó, mà gia đình rất là giàu có, rất là quyền thế như vậy mà cướp mất người con của họ là họ có thể gây tổn hại cho tăng đoàn và Đức Phật rất là nhiều, cho nên là đây cũng là một cái cách khéo ứng xử của Đức Phật để mà giữ cái an toàn cho chư tăng. Thì khi mà được Đức Phật dạy như vậy đó thì ông này ông cũng rất là biết và ông ấy nói rằng là được vậy thì xin phép Thế Tôn cho con một cái thời gian ngắn, con sẽ về con xin phép gia đình, xin phép cha mẹ và sẽ quay trở lại đây vào một cái thời gian rất là ngắn để mà xuất gia. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta thấy là đây là một cái quá trình vật lộn giữa ông và cha mẹ rất là lâu dài, phải đến mấy tháng sau ông có thể đi xuất gia được với Phật. Ông cứ nghĩ về cái xin phép là một tuần sau là đến tu liền, thì ông nói là rất ngắn thôi, xin Thế Tôn chào con, rồi cuối cùng về cũng phải mấy tháng. Thì bắt đầu ông về ông ấy thưa với lại cha mẹ ông ấy cũng như vừa rồi, thì ông ấy nói rằng là con đã đến nghe pháp và biết được Đức Phật và chư tăng là những cái vị mà sống giải thoát phạm hạnh và thực sự là những cái người tu tập chân chánh và đã được giác ngộ giải thoát khỏi cái cuộc đời đau khổ này. Vậy thì cha mẹ hãy cho phép con được đi xuất gia. Thì khi mà nghe đến đây đó là cha mẹ là phản ứng liền la làng la lối, nói rằng là nhiều lắm, dài dòng lắm, nhưng mà nói ngắn gọn tức là bây giờ con là cái đứa con độc nhất và từ khi mà sinh ra cho đến bây giờ là cha mẹ đâu có cái gì cho con là thiếu thốn đâu, hưởng thụ đầy đủ mọi thứ, và con phải biết rằng là thậm chí mà con mà chết đi đó cha mẹ còn muốn giữ cái xác con lại bên cạnh, chứ đừng nói là bây giờ con còn sống mà lại bỏ cha mẹ bằng bẵng như vậy là không có được, là cha mẹ không có đồng ý cho đi xuất gia. Thì cũng làm căng lắm. Và Ratthaphala thì cũng không có nhụt chí, cứ tiếp tục xin, nhưng mà ông bà này cũng cũng rất là cương trực lắm, tức là cứng rắn. Thì chúng ta thấy là chính vì thế mà cái thời gian đi tu của ngài Ratthaphala phải đình trệ lại mất mấy tháng, là khi mà ông bà nói tự mình nhá, khuyên can không có được rồi, bắt đầu là nhờ những người xung quanh, nhờ bà con thân thuộc bạn bè đến nói rằng là tức là đánh vào cái tâm lý tinh thần nói rằng là cha mẹ bây giờ lớn tuổi rồi mà đi tu như vậy thì lấy ai chăm sóc cho mẹ, vậy là bất hiếu nọ kia vân vân rất là nhiều. Rồi khuyên can đủ mọi thứ, nhưng mà Ratthaphala cũng rất là bền chí. Ông nghe người ta khuyên nhiều quá, ông mệt quá, ông mà ông nằm ở đây bây giờ mà có nói nữa là tôi chết đấy. Thì ông cũng nói thẳng luôn, nói rằng là bây giờ ấy, có hai sự việc sẽ xảy ra, một là cho tôi đi tu, hai là tôi sẽ nằm đây cho đến chết, bây giờ chọn đi. Thì tất cả anh em bà con thân thuộc nghe thế vậy sợ quá vào với động viên hai ông bà, nói rằng là tôi bây giờ đó là cái quyết tâm của ngài Ratthaphala là rất lớn rồi, không có thể cản được, khuyên cỡ nào cũng không được, thì thôi bây giờ là ông bà phải nhượng bộ thôi. Tại sao vậy? Bởi vì bây giờ mà ông bà không cho Ratthaphala đi tu đó thì chắc chắn sẽ chết, là không bao giờ có thể nhìn lại được nữa. Nhưng mà nếu ông bà cho đi tu đó thì cơ may còn có thể gặp lại được, còn có thể nhìn lại được người con của mình. Thì lúc này bắt đầu mới hồi tâm chuyển ý và chấp thuận cho đi tu, nhưng mà có điều kiện. Đi tu đến mới nói là thôi được rồi con, bây giờ ba mẹ là đồng ý cho con đi tu, nhưng mà phải có một cái điều kiện là khi mà đi tu rồi đó là phải thỉnh thoảng về thăm cha mẹ. Thì ngài Ratthaphala nghe được cái chữ đi tu là mừng quá rồi, khỏi cần cái biết về phía sau là cái gì, kệ nó đã, đi tu đó. Thì ngài chấp thuận liền và ngài bắt đầu ăn uống trở lại, và phải mất đôi tháng, tức là khi đấy là ngài đã nhịn ăn được rất là nhiều ngày rồi, cho nên là thân thể rồi nó cũng gầy mòn, cho nên là ngài không muốn là cái bộ dạng đó đến gặp Phật, cho nên là tịnh dưỡng 2 tháng, ăn đủ ăn uống tầm bổ lại cho đầy đủ cường tráng lại và lại đẹp trai như ngày xưa đó. Thì bắt đầu là đến xin Phật và thưa với Phật nói rằng là thưa Đức Thế Tôn, bây giờ là cha mẹ của con đã đồng ý, đã cho phép con đi xuất gia, vậy thì Thế Tôn hãy chấp thuận. Và với cái sự thưa bạch đó thì quả nhiên Đức Phật đã chấp thuận, và sau đó thì ngài đã tu tập rất là tinh cần. Ở trong kinh ghi thì nói rằng là sau khi mà ngài nửa tháng đó thì ngài được thọ đại giới và
Trong kinh nói rằng là rất ngắn, ngài cũng được đắc được quả A-la-hán, nhưng mà tuy nhiên thì theo như cái nhận định thì không có đúng, bởi vì là sau khi mà ngài đắc quả A-la-hán đó thì kinh có nói rằng là ngài trở về thăm cha mẹ mà cha mẹ không có nhận ra. Thì theo như trong sớ giải có nói rằng là phải mất đến hơn 10 năm ngài mới đắc được quả A-la-hán, tức là khi mà nửa tháng thọ đại giới mà ngài nghe pháp, tức là gọi là nhập lưu, tức là có một cái sở ngộ ấy, cứ gọi là đắc đắc được pháp nhãn đó. Nhưng mà cái con đường đi đến được cái quả A-la-hán của ngài là mất tới hơn 10 năm mà rất là nhiệt tâm tinh cần như vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái con đường tu tập mặc dù là đắc được pháp nhãn rồi nhưng mà cũng không dễ dàng gì mà đạt được quả A-la-hán, phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn, rất là kiên tâm bền chí. Thì sau đó thì ngài đắc được quả A-la-hán thì như trong vừa nãy nói đó, thì ngài có trở về thăm lại cha mẹ. Thì ở đây chúng ta thấy có mấy điều như thế này. Cái điều thứ nhất là chúng ta thấy rõ ràng rằng là ở đây hình ảnh của ngài Ratthapala chính là một cái sự phản chiếu của Đức Phật. Đức Phật chúng ta thấy là khi mà đi tu là cũng phải vật vã với lại vua Tịnh Phạn mới có thể, mà cũng đâu có đồng ý đâu, cũng phải vượt thành. Ngài là không có được phép của cha mẹ đó, nhưng mà ngài là cái người đột phá cho nên là không có tính. Và sau đó thì phải có được cái sự cho phép của cha mẹ. Thì đây chính là một cái sự phản chiếu, bởi vậy cho nên là mới nói rằng là ngài Ratthapala, nếu mà chúng ta chưa nghe thì chúng ta phải nghe thôi, bởi vì đây là một cái hình ảnh rất là đẹp ở trong đạo Phật. Và chúng ta thấy là thông thường kinh nói là có thập đại đệ tử, tức là có 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật, nhưng mà nếu mà nói cho đúng đó, thì phải là 11. 11 là chính là cái vị này đấy. Nếu mà 11 chúng ta có là cái gì? Trí tuệ đệ nhất, thần thông đệ nhất, mật hạnh đệ nhất, vân vân. Nếu mà như ngày này thì ngài Ratthapala thì thuộc về cái gì? Cái gì ạ? Bền trí nghe nó chưa hay. Cũng đúng ấy, nhưng mà nó chưa hay. Trí tuệ đệ nhất nghe nó rất là hay, nhưng mà bền trí đệ nhất thì nghe nó không hay. Đúng ấy, nhưng mà chúng ta kiếm một cái tên gì cho nó hay hay này. Kiên cố cũng được. Cái này đúng rồi. Tín tâm đệ nhất. Cái này là Đức Phật, trong kinh Đức Phật có tuyên bố, ngài nói rằng là ngài Ratthapala là một cái vị là tín tâm đệ nhất, tức là với cái lòng tin bất thối chuyển với Đức Phật và tăng đoàn, cho nên là ngài đã xuất gia và không có cái gì cản trở được ngài, thậm chí là đến chết mà ngài vẫn cứ sẵn sàng. Thì cái thấy thứ nhất chúng ta thấy là rõ ràng là cái số 11 là có người chiếm rồi, và chúng ta còn những cái số sau chúng ta từ từ chúng ta kiếm để tu. Sao ạ? Dạ. Lúc đó là không có được một cái vị thầy để mà nhà kinh. Dạ. Thì ngài muốn đi tu để tự mình giải pháp rất là khó. Dạ. Còn cái ngày này đó là thấy được Đức Phật, là biết được Đức Phật. Dạ. Tin Đức Phật, tính tâm và Đức Phật một cái việc đi tu, thì hai cái đó nó khác biệt nhiều. Dạ thưa, khác biệt hoàn toàn. Nhưng mà đây muốn nói là so sánh đây, tức là so sánh là cái hảo tâm xuất gia, tức là cùng có một cái tâm nguyện, cái ý chí xuất gia rất là mãnh liệt mà không có gì cản trở được, không có cái gì cản trở Đức Phật xuất gia được, và ở đây cũng không có cái gì cản trở được ngài Ratthapala, cho nên mới nói là ngài tín tâm đệ nhất là như vậy. Chứ còn tất nhiên là nếu mà so bằng Đức Phật thì ngài đã là Phật rồi. Thì đây muốn nói tức là một cái khía cạnh, tức là tín tâm đệ nhất thì có thể nói là một cái hình ảnh gọi là phản chiếu của Đức Phật thôi, chứ còn tất nhiên là không thể bàn được ngài rồi. Thì cái đấy là cái điều mà ai cũng thấy mà không cần phải bàn. Thì cái thấy thứ hai đây chúng ta thấy là phản chiếu lại cái bài kinh lần trước chúng ta học đó, là cái kinh Kitagiri, là Đức Phật dạy cho một nhóm các cái tỳ kheo mà không có chịu tuân giữ cái giới mà ăn phi thời đó. Thì các hạng tỳ kheo này Đức Phật mới dạy rằng là đối với những người mà đã chứng quả A-la-hán đó, thì tức là không còn phải cái việc gì phải làm nữa, thì ngài không có cần phải răn đe dạy, không cần phải giữ gìn gì hết. Nhưng mà đối với những người mà còn chưa chứng đắc được đạo quả thì chúng ta phải khéo tu, tức là phải theo một cái trình tự. Nhớ là trang số bao nhiêu đây? 536 đó. Là cái trình tự tu của chúng ta là khởi lòng tin, đến gần kính lễ, lắng tai nghe pháp, thọ trì pháp, suy tư ý nghĩa, chấp thuận pháp sau khi suy tư, khởi lên ước muốn,
nỗ lực cân nhắc tinh cần chứng được chân lý tối thượng, thể nhập chân lý với trí tuệ. Thì nói dài dài như vậy thôi, nhưng mà nó là chính là tín văn, tư tu và chứng. Thì ở đây chúng ta thấy là một lần nữa cái con đường tu tập của chúng ta là phải, ai cũng vậy thôi, bất cứ ai cũng phải đi qua cái trình tự này. Ngài Ratthapala cũng là từ khởi lòng tin đối với Đức Phật và bắt đầu có cái niềm tin, tức là kính lễ Đức Phật và khởi cái niềm tin, nghe pháp rồi mới đắc được đạo quả. Cho nên là chúng ta bây giờ là chúng ta đang ở cái con cái bước thứ hai đấy, tức là khởi kính lễ có rồi, lòng tin cũng có rồi, nhưng mà chưa đủ thôi, chúng ta còn có 3 bước nữa là tới đích rồi. Thì Ngài Ratthapala mà đắc được pháp nhãn rồi mà cũng phải mất 10 mấy năm mà, cho nên là cũng đâu có dễ. Ngày xưa là Đức Phật cũng dạy rất là rõ, tức là Ngài nói rằng là thời xưa chư tăng đó là không có bận vướng nhiều cái cuộc tức là không có dính líu nhiều đến cái việc của thế gian thôi, nhưng mà tức là chuyên tu, gọi là chuyên tu đấy, mà cũng còn phải như Ngài này là hảo tâm xuất gia và với cái mãnh lực rất là kiên cố như vậy mà cũng phải mất 10 mấy năm. Chúng ta thì cứ tàn tàn thôi. Nhưng mà thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta có quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều thứ phải làm. Tu nhưng mà cũng đâu có chuyên đâu, thậm chí kể cả quý thầy quý cô cũng vậy, cũng phải lo tùm lum đủ thứ chuyện. Bây giờ thậm chí mà cái chén cái bát cũng phải lo, thì chúng ta thấy là đâu có thể chuyên tu được. Cho nên là cứ từ từ đi. Thì đó là cái điều thứ hai. Và đây chúng ta thấy là cũng có một cái điều phản chiếu thứ ba, đó là sau khi mà Ngài đắc được quả A-la-hán trở về nhà rồi, thì cũng giống như là Đức Phật cũng bị một cái sự cám dỗ rất là lớn. Thông thường đó, cái luật này là từ ngày xưa, từ thời Đức Phật đến bây giờ đó, là Ngài có một cái luật, tức là sau khi mà đi xuất gia rồi đó, là ít nhất là phải 3 năm cho đến 5 năm là không có được liên hệ với gia đình. Thế là không, Ngài không có cấm đoán đoạn tuyệt với gia đình, nhưng mà bởi vì trong cái giai đoạn đấy là phải nỗ lực tu tập, mà về gia đình là dễ bị cám dỗ lắm, về tới đủ thứ chuyện nói nhỏ nhỏ. Chứ còn ngày trước đó, khi mà đi tu cái thời đó là bản thân thầy đó, hồi đấy đi tu là còn nhỏ mà nhà nghèo lắm, đâu có gì ăn đâu, ăn khoai, hồi đấy thì cũng không đến nỗi ăn khoai ăn mì, tức là ăn cũng không có đồ gì mà ngon lành mà ăn đấy, cho nên là mẹ cũng thương lắm. Khi mà lớn một chút thì chạy vô chùa tu cũng đâu có được ăn gì đâu, bà thương lắm. Và lúc mà đi tu rồi, lúc đấy nhà khá thì một chút lại về là cứ đấm dúi là làm này làm kia ăn. Nhưng mà hồi đấy là cũng may là cái hảo tâm cũng có, cũng mãnh liệt lắm là nhất định không ăn. Cho nên là đấy là cái cám dỗ rất nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đối với Ngài Ratthapala chúng ta thấy là cái cám dỗ lớn lắm. Là chúng ta thấy là sang cái phần thứ hai này. Nhưng mà thôi, để lát nữa chúng ta đọc. Tức là ở đây chúng ta thấy là cái đoạn vừa rồi đó, như vừa nãy cũng đã kể đó, là trước khi mà đi tu đó, là trước khi đi xuất gia là ông bà đã cám dỗ rồi, tức là đưa ra tất cả đầy đủ mọi thứ là của cải, vợ con, vợ đẹp, con ngoan. Tức là ông chưa có con, lúc đấy là mới có 20 mấy tuổi thôi, mới cưới vợ, nhưng mà ông có tới gần 10 bà vợ. Gia đình quá giàu có mà giai cấp thượng tộc mà ở Ấn Độ đấy là chế độ là đa thê đa thiếp, cho nên là mới có hơn 20 tuổi thôi mà ông có tới gần 10 vợ. Và toàn những vợ đẹp, vợ xinh thôi, nhưng mà tức là ba mẹ là muốn cản đường đi tu, cho nên là đem tất cả mọi thứ đó ra để mà diễu hành cho Ngài xem. Nhưng mà Ngài cũng nhất định là Ngài đi tu thôi. Thì chúng ta thấy là cái sự việc đó là Đức Phật cũng bị ma ba tuần cám dỗ từ vật chất cho đến phụ nữ, và Ngài cũng tương tự như vậy. Thì ta thấy là cái tín tâm của Ngài cũng rất là lớn. Và như vừa nãy đã nói đấy, cái trình tự tu tập giống như Ngài ở đây cũng vậy, là chúng ta có tín văn tư tu chứng, chúng ta nghe pháp rồi chúng ta phải suy tư. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây chúng ta thấy là hình ảnh Ngài Ratthapala cũng vậy. Ngài trong kinh nói rất là rõ, tức là Ngài nghe pháp xong Ngài mới suy nghĩ, là cái cuộc sống tại gia đầy phiền trược như vừa nãy đã nói đó, con đường xuất gia thì phóng khoáng như hư không. Ngài suy tư cái điều đó, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp rồi Ngài mới suy nghĩ, suy tư và mới thấu được cái lời pháp của Đức Phật, và lúc đó mà Ngài mới khởi lên cái tín tâm đi tu. Thì mong rằng chúng ta thấy là ở đây chúng ta có cái duyên rất là lớn, được rất nhiều quý thầy đến thuyết pháp, nói chung là hay cũng có, dở cũng có, nhưng mà chúng ta thấy là trong cái đó nhất định là nó sẽ có những cái mà có thể là hữu ích cho chúng ta.
Cho nên Khổng Tử mới nói là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Nhiều khi cái dở cũng là cái thầy, là người thầy của chúng ta. Cho nên là nghe thầy có nói dở cũng cố nghe, vì cái đó là để chúng ta tự sửa cho mình, để đừng có dở như ông thầy là được. Thì đó là chúng ta sang cái phần thứ hai, để chúng ta thấy là cái sự cám dỗ của cha mẹ của ông này, tức là ba mẹ của Ratthapala cũng rất là kiên cố, cũng là tín, tức là cũng là gọi là cái này gọi là kiên cố bất động đấy, còn ngài là tín tâm bất động. Và ở đây chúng ta thấy là hai cái hình ảnh tương phản nhau, nhưng mà cuối cùng thì ngài Ratthapala đã thắng. Chúng ta sang phần thứ hai của kinh, chính là tâm bất động chuyển của tôn giả Ratthapala. Khi về đến làng cũ, Ratthapala tuần tự khất thực đến nhà cha mẹ. Người cha không nhận ra nên mắng nhiếc xua đuổi, nghĩ chính những người này đã khiến con mình bỏ nhà ra đi. Khi tôn giả quay đi, trông thấy người tớ gái đem cháo thiêu đổ đi, ông bảo hãy chút vào bát của mình. Nữ tỳ đến gần để chút cháo, nhận ra tiểu chủ bèn báo tin. Ông bà chạy ra bảo, ồ con có thế chứ, sao ngồi đấy ăn cháo thiêu mà không đi vào nhà của con. Thì ở đây chúng ta thấy có mấy điều. Thứ nhất là chúng ta thấy là với cái người mà xuất gia nói riêng, và tất cả những người học Phật và tu Phật của chúng ta đó, là đặc biệt là người xuất gia là có một cái món nợ ân tình rất là lớn. Nợ ân tình rất là lớn ở chỗ nào? Thì chúng ta thấy là ở đây đó, có một cái chi tiết này nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đọc lên chúng ta sẽ thấy. Người cha không nhận ra nên mắng nhiếc xua đuổi, nghĩ chính những người này đã khiến con mình bỏ nhà ra đi. Thì chúng ta thấy là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà thấy một cái tình thương của người cha mẹ đối với con cái rất là lớn. Vì tất cả cha mẹ ai cũng muốn con cái mình là có một cái sự nghiệp, có một cái thành đạt trong cuộc sống. Mà rõ ràng con mình ở đây là có đầy đủ những cái thứ đó rồi, mà bây giờ tự nhiên là bị mấy ông thầy tu kéo đi mất, bây giờ không còn cái gì nữa. Một đồng cắt không có, mà cuối cùng cũng giống như Đức Phật về đến nhà mà phải đi khất thực, tức là đi xin ăn. Thì ban đầu đó, chúng ta biết là ở Ấn Độ đó là họ, người dân họ rất là kính quý những người tu. Bất cứ ở cái giai cấp nào cũng vậy, nhưng mà đã đi tu rồi họ rất là kính quý. Mà đây đó là ông nhìn thấy người tu là ông xua đuổi, ông chửi mắng, cũng giống như là bà Thanh Đề đó. Chúng ta thấy là nợ ân tình ở cái chỗ nào, là bởi vì chúng ta thấy là chính khi mà chúng ta đi tu như vậy đó, là cha mẹ tự nhiên khởi lên một cái ác cảm đối với Đạo Phật và ác cảm với Chư Tăng. Và khi mà xua đuổi như vậy đó, mặc dù là chỉ vì một cái lòng thương đối với con thôi, nhưng mà tự nhiên vô hình chung là tạo nên một cái nghiệp đối với Chư Tăng. Cho nên là chính vì thế mà trong các cái tích truyện cho thấy là bà Thanh Đề đã phải sa đọa, rồi thậm chí là mẹ của ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, bà không có tiếp Chư Tăng. Và đến ngài Ratthapala cũng vậy, là ngài, chúng ta thấy là ông bà cũng xua đuổi, thậm chí con mình nhìn mà cũng, ở đây chúng ta thấy là có một cái chi tiết là ông xua đuổi đi ấy, là cũng một phần ấy là ông ghét Chư Tăng, và phần thứ hai là ông không nhận ra con mình. Dạ, tức là hình dung nó đã khác đi một chút rồi. Và chúng ta thấy là cũng phải trải qua một, mặc dù là có cạo đầu mặc áo đắp cà sa đi nữa, nhưng mà nếu mà cái giai đoạn gần khoảng một năm thôi thì nhìn vẫn có thể nhận ra. Nhưng mà chúng ta thấy là rõ ràng là từ cái lúc mà ngài đi tu cho đến lúc mà ngài đắc được quả A-la-hán mà trở về thăm, đó là phải trải qua một cái thời gian rất là dài, cho nên là cha mẹ mới có thể không nhận ra được. Thì chúng ta thấy là chính vì cái việc mà chúng ta đi xuất gia, đâm ra là vô hình chung thôi, mặc dù nó tốt đẹp, nhưng mà đối với lại cha mẹ chưa có tín tâm đó, thì tự nhiên là tạo thành một cái nghiệp cho họ. Cho nên là cái người tu ấy, chúng ta phải trả cái nợ ân tình này, phải báo hiếu cho cha mẹ. Và chúng ta thấy là ở đây ấy, chúng ta rất là kính ngưỡng ngài Ratthapala ở chỗ là ngài đã làm được cái điều đó, tức là ngài đã về độ được cha mẹ ngay khi mà ông bà còn rất khỏe. Ở đây thì nó là cái điều kiện hoàn cảnh thôi, chúng ta không thể trách ngài Xá Lợi Phất hay ngài Mục Kiền Liên được, bởi vì hai ngài quá bận rộn với lại việc mà chúng ta biết là hai ngài ấy, là cái người mà thay Đức Phật mà tổ chức tăng đoàn, tất cả mọi thứ là trong tay hai ngài hết. Nhà Đức Phật mới có thể rảnh rang đi khắp đó đây để mà thuyết pháp. Cho nên là hai ngài không có thời gian để về mà độ cha mẹ. Nếu còn ngài Ratthapala thì ngài không có phải làm cái việc đó, cho nên là ngài xong cái là ngài được về nhà liền. Và đó là cái mà ngài giữ lời hứa đó. Thì chúng ta thấy là cái thứ nhất là cái nợ ân tình mà chúng ta ở đây chúng ta thấy nhấn mạnh chúng ta cần phải đền đáp lại hai cái bậc song thần của chúng ta. Và cái điều thứ hai chúng ta thấy là cái
chúng ta thấy là cái tình thương của cha mẹ ở đây nó rất là lớn, ở cái chỗ là cái đoạn cuối đó, ông bà chạy ra và bảo: ồ, con có thể có thế chứ, sao ngồi đây ăn cháo thiêu mà không đi vào nhà của con. Tức là ở đây á, ở trong sớ, ở trong kinh thì không nói hết, nhưng mà trong sớ giải có nói rằng là ông muốn nói nhiều lắm. Ông nói tức là làm sao mà nhà đầy rẫy của cải của báu mà đi ăn xin hành khất tội nhục tủ nhục thế này, nhưng mà ông không có nói lên lời. Ông nhìn thấy ông gọi là bị giống như là bị sốc á, cho nên là không có nói được nên lời, chỉ có nói được là có thể chứ, mà có thể chứ không biết lời chứ thế nào nữa. Ông chỉ biết là tại sao mà có nhà không vào mà lại đi ăn cháo thiêu ở ngoài đường thế này. Thì chúng ta thấy là cái tình thương nó lớn đến mức mà gặp lại con rồi mà thấy con tội quá mà nói không nên lời. Và có một cái điểm nữa chúng ta thấy là khi mà bị cha mẹ xua đuổi, bị cha xua đuổi đi như vậy đó, thì Ngài cũng giữ yên lặng, Ngài không có nói một câu nào hết, Ngài tiếp tục đi. Nhưng mà khi đi như vậy đó thì tự nhiên là có cái người hầu đó đi ra đổ cái tô cháo thiêu, thì Ngài mới nói rằng là nếu mà đằng nào cũng đổ đi thì thôi đổ vào cái tô của tôi này. Thì Ngài tiếp nhận cái cháo thiêu đó ăn. Khi mà chính cái điều này lại là cái điều may, chúng ta thấy là khi mà cái người hầu đó chút cái cháo thiêu đó vào cái tô của Ngài đó, thì bắt đầu nhận ra được cái nhận diện được Ngài từ cái bàn tay, rồi bắt đầu nhận diện ra cái cử chỉ, thì lập tức chạy vào nhà loan báo rằng là cậu chủ nhỏ đã về, thưa ông bà. Thì ông bà cũng mừng lắm, ông nói rằng là nếu mà quả thực như vậy đó thì nhà ngươi sẽ được thoát cái thân nô lệ, được tự do. Thì ở đây chúng ta thấy là có một cái điểm nữa rõ ràng là chúng ta thấy là đạo Bà La Môn thì từ trước đến sau là không có hợp nhất với nhau, đúng không? Họ nói rằng là giai cấp là do Thượng Đế sinh ra, mà cuối cùng bây giờ chỉ có người con về thôi là tự nhiên được thoát thân nô lệ rồi. Thì chúng ta thấy là cái giai cấp đó chính là do con người, ngay trong bản thân đạo Bà La Môn đó, họ cũng có thể tự thay đổi được, nhưng mà họ giữ cho nhau, cho nên là họ muốn giữ cái tầng lớp, cái giai cấp nô lệ đó. Và cái điểm đặc biệt thứ tư như vừa nãy cũng đã thưa đó, là chúng ta thấy là chúng ta phải giữ cái lời hứa. Như Ngài Ratthapala đó, Ngài khi mà được đi xuất gia rồi đó, lúc mặc dù lúc đầu đó là Ngài chỉ thấy là được đi tu là Ngài đi tu thôi, còn Ngài không có để ý cái vế sau là phải trở về thăm cha mẹ. Nhưng mà khi mà đi tu, đi xuất gia rồi, đắc được đạo quả rồi đó, thì Ngài mới quán chiếu, Ngài mới nhớ lại những cái lời nói đó, và Ngài đã trở về thăm cha mẹ và độ cho cha mẹ. Và chúng ta thấy là khi mà trở về như vậy là ông bà là bắt đầu dàn hàng, tức là ông bày hết là châu báu, ngọc ngà, kim cương, che vải phủ lên, là rồi cho tất cả những người vợ cũ của Ngài ra là trang điểm thật đẹp, là đứng một hàng đó để cho Ngài đi qua duyệt lại. Thì chúng ta thấy là ông bà nói rằng là đó, tất cả của cải mênh mông bát ngát như này mà bây giờ ba mẹ chỉ có một mình con thôi, mà bây giờ của cải sẵn đầy như này mà bỏ đi tu thì ai là cái người thừa hưởng công lao của cha mẹ bấy nhiêu năm thì để đổ xuống sông à? Rồi Ngài nói rằng là thì đổ xuống sông thôi, chứ cái đó là những cái mà nó đem lại khổ đau cho cuộc đời, chứ đâu có được lợi ích gì đâu. Thì khi mà cám dỗ cái đó không được thì bắt đầu mới đưa ra những người bà vợ cũ, đưa ra trang điểm, ở đây là tất cả bắt đầu là kéo đến là ôm chân ôm tay khóc lóc, nói rằng là tại sao mà chàng mới cưới. Cái lúc này chúng ta thấy là cái chi tiết này mới thấy rằng là Ngài mới cưới vợ được có thể là trong vòng một năm thôi, mặc dù là 10 người nhưng mà chỉ trong vòng một thời gian rất là ngắn thôi, cho nên là chưa có con. Thì những người vợ này là còn rất là mới mẻ, nhưng mà Ngài đã bỏ đi, Ngài đi tu rồi, bắt đầu ôm chân khóc lóc, nói rằng là chắc là mơ tiên nữ ở trên trời để tu được hay sao mà bỏ thần thiếp, bỏ mọi người thế này. Thì cái chút nữa cái chi tiết đó chút nữa chúng ta sẽ gặp. Nhưng mà trở lại chúng ta thấy là cái tín tâm rất là quan trọng ở trong đạo Phật, và Ngài Ratthapala là người mà đã giữ được đầy đủ mọi cái điều tiết đó, và Ngài đã giữ cái lời hứa đó và quay trở về gặp lại cha mẹ mình. Thì chúng ta thấy là ở Mỹ này rõ ràng là cái chữ tín cũng rất là quan trọng. Người ta tất cả các cái cửa hàng người ta xây dựng thương hiệu xong rồi là cũng nhờ cái chữ tín thôi, và sau đó là chúng ta phải mua lại cái chữ tín của họ biết bao nhiêu tiền. Chẳng hạn như là McDonald's hay cái gì đấy, chúng ta muốn mở cái tiệm của họ là cũng mất mớ tiền, đúng không? Thầy không có làm business nhưng mà nghe người ta nói vậy thôi. Thì cái như vừa nãy đã nói đó, thì
Ông đưa tất cả của cải vàng bạc ra, vợ con cũ ra để mà cám dỗ Ngài, nhưng mà chúng ta thấy là cái cám dỗ đó bây giờ đã không còn đủ mạnh với Ngài nữa. Thì cũng như vừa nãy đã nói đó, sở dĩ mà Đức Phật ra cái luật là phải 3 năm đến 5 năm mới được trở về thăm gia đình là bởi vì là sợ là khi mà chưa đắc được đạo quả mà đã trở về thăm gia đình ngay đó là sẽ bị cám dỗ và sẽ bị thối thất cái hảo tâm xuất gia ban đầu đi và có thể trở lại cuộc đời đó. Bởi vì sao? Bởi vì bên Mỹ thì ít, nhưng mà còn ngày xưa đó, hồi mà chắc quý thầy từ các thầy là đã phải như vậy rồi thì chắc các thầy lớn hơn là phải còn vất vả hơn nữa, là dậy khuya, thức khuya dậy sớm rồi làm đủ mọi thứ chuyện. Ngày xưa là mới có mười mấy tuổi đang sức ăn sức ngủ đó, mà thậm chí là thị giả sư phụ là lớn tuổi rồi cho nên một đêm là dậy 3 lần là thôi mất giấc ngủ rồi. Cho nên là lúc mà học trung học là đến là vừa vô thầy giáo vừa giảng bài cái là mắt nó sập xuống là ngủ tối ngày ngủ ngủ ở trong lớp thôi. Thì chúng ta thấy là tất cả cái điều đó thì chúng ta thấy là cái việc tu tập xuất gia nó rất là cực khổ, không như ở ngoài đời là tốt một cái là trẻ con được chạy đi chơi, về cái là được mẹ nựng chiều, được cha dắt đi chỗ này dắt chỗ kia, còn vào tu thì mình phải làm tốt, mà thậm chí không làm cho mình phải làm cho người khác nữa, cho nên cực khổ lắm. Cho nên là về nhà cái là rất dễ bị thối tâm đồ đề, đang khổ như vậy mà về được ba mẹ chiều, anh em chiều là thôi là mà thấy đồ ăn ngon rồi đủ thứ chuyện là rất dễ trở lại cuộc đời lắm. Và ông bà này đó, là cũng không có từ bỏ cái quyết tâm của mình là mang mọi thứ ra để dụ dỗ Ngài, nhưng mà chúng ta thấy là với cái người đã đắc thánh quả rồi thì những cái thứ này giống như cái bài kinh lần trước chúng ta học đó, là giống như một cái người mà có bà vợ xấu xí rồi nhà cũ nát rồi có cái hũ gạo bẻ mà còn có chút xíu thôi mà đến lúc mà biết được là xuất gia là cái việc tốt đẹp mà cuối cùng thì cũng thích đấy, nhưng mà trở về nhìn thấy cái bà vợ cũ kỹ xấu xí, nhìn thấy cái nhà siêu cột vẹo mà nhìn thấy cái hũ gạo bẻ còn có mấy hạt ấy thì tiếc, mà còn mấy hạt này nấu cơm ăn được một bữa thì không biết ai ăn, cho nên là không đi tu nữa. Còn những một số người khác thì nhà của chất đống nhưng mà lại có thể phát tâm xuất gia được, thì Đức Phật nói rằng là với cái người đầu tiên đó thì chuyện bé mà thành to, còn cái hạng thứ hai là chuyện to mà thành bé, tức là họ có thể từ bỏ được tất cả mọi thứ mà để đạt được cái mục đích cao hơn. Thì khi mà Ngài Ratthapala đạt được cái mục đích cao hơn rồi thì những cái thứ này nó trở thành là sỏi đá thôi, sỏi đá thì không có thể so với được bạc vàng và kim cương được, cho nên là có dụ cỡ mấy thì cũng không có được. Như vừa nãy đã nói là vợ ra gọi là mơ tiên nữ trên trời hay sao mà không có chịu về bỏ tất cả vợ con ở đây, thì Ngài nói rằng là Ngài không phải vì cái mục đích đó. Ở đây chúng ta thấy một cái điều nữa là từ cái thời Đức Phật cho đến bây giờ đó, người ta cứ nghĩ rằng là đi tu là phải có một cái gì đó chắc ẩn gì đó mới đi tu, và nó phải có một cái gì đó chẳng hạn như là thiếu thốn rồi. Ông vua một lát nữa chúng ta thấy là ông vua ở đây ông cũng có cái quan niệm như vậy. Ông nói rằng là tại sao mà Ngài đầy đủ mọi thứ không thiếu thốn cái gì mà tại sao mà lại bỏ đi tu. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải để kể thêm một chút nữa là thấy ngày xưa nó đây cũng là một cái kinh nghiệm của thầy đó, là có một cái hồi đấy là còn ở Việt Nam, có một cái người họ đến, tức là muốn xin làm lễ lắm, nhưng mà họ sợ, nói rằng là vào đấy là chắc là gặp ông thầy chùa, tức là già, nua, cũ kỹ, rồi chắc là cau mặt, khó tính lắm. Thì họ nghĩ là cuộc đời là cái người đi tu là phải có cái gì đó là bất mãn, cho nên là phải già cả, xấu xí, rồi thì cau có, mặt mày phải cau có, khó tính thì mới đi tu. Cho nên là nói là vào đấy sợ lắm, sợ gặp mấy ông thầy lắm. Xong rồi thì phải nhờ, tức là có việc thì bây giờ bắt buộc phải ấy thôi, cho nên là mới nhờ người Phật tử là dẫn vào để mà xin lễ. Xong rồi vào gặp xong bảo sợ thấy hoàn toàn khác cái ông thầy thì trẻ măng mà đâu có thấy cậu có gì đâu mà đi tu sao lạ vậy. Thì nói là đi tu đâu có phải là để cho chúng ta thấy là chúng ta phải làm sao để thay đổi cái quan điểm của cuộc đời. Không có thấy là mấy ông thầy tu là phải là có một cái vấn đề gì đó mới đi tu. Thì thời ngày xưa, thời Đức Phật cũng vậy và thậm chí bây giờ cũng vậy. Cho nên là chúng ta phải thay đổi cái hình ảnh đó để cho cái ấn tượng của họ nó không còn có cái gì đó là nó khác biệt với người tu nữa. Người tu, Đức Phật dạy là gì? Là phải nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác. Và là cái người là gì?
là hạnh phúc cho số đông và hạnh phúc cho chư thiên một loài người, mà tức là về cái người phải rất là hạnh phúc, thì chúng ta phải đem cái hình ảnh đó ra để cho mọi người thấy, trong có mọi người không có dám tới chùa, thậm chí mà muốn đến gặp ông thầy phải nhờ một cái người dẫn đến ấy, thì nó bị hạn chế nhiều quá. Và chúng ta thấy là khi mà cám dỗ không có được rồi đó, thì ngài Ratthapala tất cả đều từ chối. Ngài mới phán với con người nói rằng là bây giờ có cúng ăn không? Thì tức là cái hôm đầu ấy đến khất thực ấy, thì ông không cho ăn. Thì khi mà cái người hầu họ cho bát cháo và nói rằng là bây giờ là con trai về rồi, thì bắt đầu mới đon đả nói là thôi vào nhà ăn đi, bỏ cái bát cháo hưu hầm hưu đi, thiêu đi, vào nhà đồ ăn ngon lắm. Nhưng ngài nói rằng là cái phép của chư tăng là đã thọ thực rồi là không ăn nữa, thì con ngon cơm ấy cũng không ăn. Thì ông mới nói là vậy thì thôi, thỉnh ngài là mai tới thọ trai. Và ông đã dàn sắp lên cái cảnh đó để dụ dỗ ngài, nhưng mà không có được. Thì ngài mới nói rằng là bây giờ mời đến thọ trai thì đừng có làm phiền nữa, bây giờ có cúng thì cúng, mà không cúng thì tôi đi. thôi được rồi, lại ăn đi. Thì bắt đầu mới dọn đủ mọi thứ để ăn. Thì sau khi mà ngài gọi trai xong đó, ở đây chúng ta thấy là đây là một cái chi tiết mà chúng ta phải nên làm. Tức là sau khi mà ngài thọ trai xong đó là ngài thuyết pháp. Không thuyết pháp thì cũng phải là làm một cái gì đó để hồi hướng lại phước đức cho gia chủ. Thì để đọc tiếp cái đoạn tiếp theo là tôn giả nói, tức là khi mà cái đoạn trên đó là ông mời vào nhà, thì tôn giả mới nói rằng là tôn giả nói ông không có nhà, ông có đến khất thực xong chỉ nhận được những lời mắng nhiếc, rồi ông nhận lời cha mẹ hôm sau đến dùng cơm, người cha sửa soạn tôn giả cho chất vàng bạc của cải thành đống, lấy màn che lại và bảo các bà vợ cũ của tôn giả trang sức lộng lẫy để đón tiếp. Hôm sau khi tôn giả vào nhà, ông chỉ đống vàng mà khuyên tôn giả hãy hoàn tục tại gia làm phước bố thí. Tôn giả khuyên hãy đổ tất cả xuống sông, vì đấy là nguồn gốc của sầu bi khổ não cho gia chủ. Kế đến các bà vợ đi ra ôm chân tôn giả mà hỏi có phải vì mê thiên nữ nên đu tu để được lên đấy không. Tôn giả bảo thưa bà chị, không phải vì mục đích sinh thiên. cái câu thưa bà chị ý là chúng ta cười vậy thôi, nhưng mà thực ra nó rất là nặng. Tức là trong kinh có nói rằng là chính vì nghe cái lời này đó mà mấy người vợ vật vã khóc lóc, nói rằng là ngày xưa là tay ấp mặn nồng, bây giờ mà tự nhiên gọi là bà chị, họ rất là đau khổ. thì mới nói rằng là thưa, khi ấy các vợ cũ lăn lóc ra nói là chồng bây giờ lại gọi mình bằng bà chị. Tôn giả bảo gia chủ, muốn bố thí đồ ăn thì hãy dọn ra, chớ có phiền nhiễu ngài. Người cha mời tôn giả ăn, ăn xong tôn giả đọc một bài kệ nói đến tính dơ uế khổ vô thường của thân xác, nhưng lại được tô điểm để lừa bịp kẻ ngu. Thì tới cái đoạn đó là cái phần thứ hai của bài kinh. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái mà ngài thuyết pháp ở đây rõ ràng để cho cha mẹ và tất cả người vợ thấy rằng là tất cả những cái thứ đó là chỉ là cái vẻ hào nhoáng của thế gian thôi, của cải rồi cũng tan biến và sắc đẹp rồi cũng sẽ phải tan mất. Thì ngài thuyết về cái bất tịnh đó để cho mọi người thấy và hiểu cái điều đó để đừng có níu kéo. Thì đó là cái cách mà chính đó mà Đức Phật mới nói rằng là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, là vậy đó. Chúng ta thọ thực đó là chúng ta phải, hoặc là nhận sự cúng dường là chúng ta phải có bố thí pháp, thì chúng ta mới có thể tiêu được tín thí. Cho nên năm cái phép quán tưởng đó là chúng ta thấy là nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ, nhị thổn ký đức hạnh, đoàn quyết ứng cúng, vân vân. Thì chúng ta phải so xem cái sức tu của chúng ta có đủ để mà ăn cái món ăn đó không, còn không thì chúng ta phải xem xét lại để mà tu tập cho nó đúng đủ để chúng ta khỏi nợ tiến thí. Bởi vì nếu mà không thì một hạt gạo nó có thể nặng như núi Thái Sơn. Thì đó là cái phần thứ hai của bài kinh. Chúng ta sang cái phần thứ ba, phần cuối cùng của bài kinh, là chính là cái động cơ xuất gia chân chánh, là cái mà chúng ta cần phải học. Rồi ngài đi vào rừng của vua để nghỉ trưa. Vua Koravia nghe tôn giả trở về bèn cho thắng cỗ xe đến thăm. Khi gặp tôn giả, vua hỏi người đời vì bốn sự suy vong mà đi tu là lão suy, bệnh suy, tài suy, thân suy. Nay tôn giả không có bốn cái ấy, vì cớ gì xuất gia? Tôn giả đáp, vì bốn điểm thuyết giáo của Đức Thế Tôn.
một, thế giới vô thường đi đến hủy diệt; hai, vô hộ vô chủ; ba, vô sở hữu; bốn, luôn luôn thiếu thốn khao khát. Vua rất hoan hỉ với lời giải thích của tôn giả. Thì ở đây chúng ta một lần nữa thấy là vua rất là quý kính ngài Lại Cha Hòa La Ratthapala đó, là khi mà hay tin là ngài về lại cái thành của, tức là về nước Kuru đó, là ông lập tức đến thăm liền. Và khi mà thăm như vậy thì ông rất là ngạc nhiên, và chúng thấy là trong đây thì không có ghi, nhưng mà kinh giới có nói rằng là ông luôn luôn là khen ngợi ngài Ratthapala với lại quần thần, nói rằng là thanh niên đấy quả thực là làm được cái việc khó làm, bản thân ông không có làm được. Tức là gì? Tức là có thể bỏ tất cả gia tài, đồ sộ, vợ đẹp, con ngoan mà đi không ngoái lui ngoái lại nữa, là cái điều mà rất là khó làm. Và ông cũng rất là ngạc nhiên, là không hiểu là cái gì có thể cuốn hút được ngài như vậy. Và ông đã hỏi rằng là, đây thì chúng ta thấy là một lần nữa là quan điểm của chúng ta ngày nay cũng giống y cha ông vua này, nói rằng là đi tu ấy là chẳng qua là người đời người ta đi tu ấy là vì bốn việc, là lão suy, bệnh suy, tài suy, thì chúng ta biết rồi là già nua, rồi bệnh tật, rồi tài sản mất, cho nên là đi tu. Còn thân suy chúng ta biết là cái gì không? Già là bệnh rồi, bệnh với lại lão rồi là già rồi. Nhà không, cái thân này chính là thân tộc đó. Chúng ta có thể nốt lại thân thân tộc, tức là những cái người thân. Nhiều người thấy là gia đình mình là gặp nạn này gặp nạn kia, người này chết người kia chết, rồi tán ly bại sản, rồi nản lòng quá, chán quá, gọi là chán đời đó, chán đời mới cắt tóc đi tu đó. Thì chúng ta thấy là cái này thân suy chúng ta có thể nốt lại là do thân tộc suy vong, cho nên là đi tu. Thì ông cũng giống cái quan điểm của cuộc đời đó, chúng ta thấy là họ cứ nghĩ là phải có những cái điều gì đó mới bỏ đi tu. Thì ông rất là ngạc nhiên, nói rằng là ngài không có bốn cái việc này mà tại sao đi tu, thì mới đến hỏi cho ra cái lý lẽ là cái gì có thể hấp dẫn ngài như vậy. Thì ngài mới trả lời bốn điều như thế này. Ngài nói rằng là có bốn điều mà Đức Phật dạy mà ngài thấu hiểu được, cho nên là ngài đã đi tu. Và bốn cái điều này đó chính là cái động cơ chân chính của người xuất gia cũng như người học Phật và tu Phật nói chung. Thì bốn cái điều đó là, cái thứ nhất đó là thế giới vô thường đi đến hủy diệt. Thì chúng ta biết rồi là thế giới này nó sẽ phải hình thành rồi nó phải hủy diệt. Và đây thì ngài cũng đưa ra một cái ví dụ, ngài nói rằng là ông vua lúc mà 20 đến 25 tuổi thì có sức mạnh và có thể đánh giặc, rồi điều binh khiển tướng rất là mau lẹ, có đúng không? Thì ông nói là đúng. Thì ngài nói rằng là vậy thì bây giờ 80 ông có khả năng đó không? Thì ông vua nói là không có thể có khả năng đó nữa. Ông nói rằng là thậm chí là nhiều khi bây giờ 80 tuổi già quá rồi, chân muốn bước cái chỗ này mà nó lại chạy sang cái chỗ kia. Cho nên là nó đi đến hủy diệt là như thế. Và cái điều thứ hai nữa, ngài nói rằng là vì cái điều thứ hai Đức Phật dạy cho nên đi tu là như thế này, tức là thế giới là vô hộ vô chủ. Thì ông vua ông không đồng ý, ông nói rằng là tại sao lại vô hộ vô chủ là như thế nào? Bởi vì là trong nước của tôi rất là hùng mạnh, có quân đội hùng mạnh, là có thể giặc ngoại xâm đến là có thể dùng đó mà có thể chấn áp được. Và chúng ta biết là không có một nước nào có thể xâm chiếm mà nhòm ngó cái nước Kuru được. Thì ông nói rằng là rõ ràng là có bảo hộ mà sao ngài nói không bảo hộ. Thì ngài mới nói rằng là vậy bây giờ là ngài có cái bệnh kinh niên gì không? Thì ông mới nói rằng là quả nhiên là có. Thì ông nói rằng là vậy thì có ai mà thay thế, hoặc là tức là bệnh kinh niên tức là không có thể chữa được. Thì ngài mới nói rằng là vậy thì có ai mà thay thế cho ngài hết bệnh được không? Thì ông nói là vân vân, không có thể được. Thì ngài nói rằng là vậy thì rõ ràng là vô hộ vô chủ, không có ai giữ gìn cho được. Thì hai cái điều vừa rồi chính là về thế giới, tức là thuộc về thế giới, là thế giới sẽ đi suy vong và không có thể, thế giới này không có thể yên ổn cho chúng ta, giống như nhà cháy kinh Pháp Hoa nói đó. Thì cái điều thứ ba, thứ tư là thuộc về nhân sinh quan. Điều thứ ba tức là thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ. Thì ông vua này ông cũng bật lại, ông nói rằng là tôi có quá nhiều của cải như thế này mà tại sao lại nói là không sở hữu, tôi sở hữu rất nhiều mà. Thì ngài mới nói rằng là vậy thì ngài đến với hai bàn tay trắng, bây giờ ngài đi ngài có cầm được cái gì đi không, vân vân. Tức là cái câu chuyện rất nhiều nhưng mà thời gian không có cho nên là nói vắn tắt thôi. Thì khi mà nói được cái điều đó thì ông cũng công nhận rằng là mặc dù là thọ hưởng năm dục một cách tự nhiên thoải mái, nhưng mà rồi tất cả những cái của cải đó khi mà đi thì cũng chỉ mang theo được nghiệp mà thôi. Và cái điều cuối cùng đó là cái này là cái quan trọng mà khó bỏ nhất đó,
Mà như lần trước nói về năm cái hạ phần kiết sử, ai phát biểu một câu là tại sao nói năm hạ phần kiết sử, là nói là tại nó dễ bỏ, trong đó là có dục, nói là dục là cái số 1, nó khó bỏ, thế nên mới nói là năm hạ phần, thượng phần tức là nó cao hơn rồi. Thì chúng ta thấy là cái điều cuối cùng là cái điều khó nhất là Ngài nói là gì? Là thế giới là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái. Thiếu thốn là cái gì? Là cái chỗ mà chúng ta, cái lòng tham của chúng ta không bao giờ nó ngừng lại. Và đây cũng chính như vậy, Ngài đưa ra cái điều này thì ông nói rằng là tôi, ông vua nói rằng là tôi có quá nhiều của cải, đâu có thiếu cái gì đâu. Thì Ngài mới đưa ra cái ví dụ, Ngài nói rằng là bây giờ Ngài trị vì một cái vương quốc Kuru rất là hùng mạnh, rất là giàu có, có đúng không? Thì ông nói là đúng vậy. Thì Ngài mới hỏi tiếp là bây giờ giả sử như có người ở phương Nam đến nói rằng là à, cái nước láng giềng kia nó có rất nhiều của cải, rất nhiều của báu, voi ngựa, tức là đại diện cho sức mạnh đó, rất là nhiều, và thậm chí là phụ nữ xinh đẹp rất là nhiều, thì Ngài nghĩ thế nào? Và ông nói rằng là vậy thì sẽ đi chinh phục thôi, để mở mang bờ cõi. Và Ngài nói tiếp rằng là vậy thì hướng Nam rồi Đông Tây Bắc cũng như vậy, thì Ngài nghĩ thế nào? Ngài nói là sẽ mở rộng và sẽ thu phục về để mình ngự trị một cái cõi nó lớn hơn. Thì Ngài nói rằng là thế có phải là cái lòng khát ái của ông là vô cùng vô tận, không có bao giờ ngưng được không? Cứ càng ngày càng muốn hơn nữa không? Thì ông ấy mới nhận diện được rõ ràng là cái đó là đúng. Thì chúng ta thấy là sinh ra hai bàn tay trắng, chúng ta làm đúng, vơ vét gom góp lại rồi cuối cùng cũng ra đi với hai bàn tay trắng, không được cái gì cả. Cho nên là Đức Phật mới nói rằng là người trí thì không có ham hố những cái chuyện đó, mà khéo lo tu tâm dưỡng tính. Nói đến lo tu tâm dưỡng tính là như, có một cái câu chuyện của ông vua Tần Bà Sa La. Ông ấy đến, ông ấy tự hào lắm, ông nói rằng là bây giờ cái vương quốc này là nước của ông Tần Bà Sa La thời đấy là có thể nói là một trong những cái vương quốc mà lớn mạnh nhất Ấn Độ thời bây giờ. Thì ông tự hào lắm, ông nói rằng là thưa Đức Phật là con có thể mở mang bờ cõi bây giờ trở thành một cái nước hùng mạnh nhất Ấn Độ mà không ai có thể so bì được. Và con có quá nhiều, bây giờ khi mà mở mang đất nước bờ cõi thì bây giờ con bận rộn quá, cho nên là cả đến nửa năm nay con không đến thăm viếng được Đức Thế Tôn, cho nên Đức Thế Tôn cũng hoan hỉ cho. Thì Đức Phật mới nói rằng là thì cũng tốt không sao. Nhưng mà bây giờ Đức Phật mới nói rằng là bây giờ giả dụ như mà có một cái người ở phương Bắc tới nói rằng là bây giờ có một cái hòn núi nó to như hòn núi Tu Di đó, nó đang nghiêng, nó đang dịch về phía cái vương quốc của Ngài, và nó đi đến đâu thì nó đè bẹp tất cả mọi sự vật con người ở trên đấy. Đó là cái người đại thần phương Bắc về báo tin, tức là tin cậy báo một cái tin đó. Và rồi thì phía Nam, phía Tây, phía Đông cũng báo cái tin đó. Và có bốn cái hòn núi, bốn phía nó ập đấy như vậy, mà đi đến đâu nó tàn sát như vậy, thì Ngài làm gì? Thì chúng ta làm gì? Ông đã ngồi ngáp chờ chết rồi, đâu có được. Như vậy là thái độ buông xuôi đó. Cái đấy là gọi cái gì? Thôi kệ đó, thôi kệ, không nọ có kể chuyện đó. Cái đó là buông xuôi, đó không có được. Cho nên chúng ta thấy là cuộc đời cứ thôi kệ buông xuôi, nhưng mà lại cứ tự hào mình là active, tức là năng động đó. Nhưng mà chúng ta thấy là không có. Đạo Phật một cái cuộc thế 100 năm thì cũng giống như là cái hòn núi đang xô đẩy chúng ta đến cái cõi chết thôi, mà chúng ta cứ mặc tình enjoy mà chúng ta không biết. Nhưng mà Đạo Phật thì khác. Đức Phật nói rằng là ông này ông cũng hiểu đạo. Ông nói rằng là thưa Đức Thế Tôn, năm cái hòn núi nó lớn như vậy thì đâu có thể làm được cái gì nữa. Thì bây giờ chỉ có thôi ngồi mà nhất tâm chánh niệm giữ giới mà tu tập thôi, chứ còn biết làm cái gì nữa. Thì Đức Phật nói rằng là quả đúng như vậy, nếu cái già cái chết nó cũng đang lần lần nó kéo đến giống y như vậy thôi, không có thể cưỡng lại được. Cái việc 100 năm của chúng ta là phải giữ giới tu tập để làm sao mà có thể vượt ra được cái tam giới này, tức là vượt trên lên trên năm cái ngọn núi đó, thì chúng ta mới có thể thoát được cái sự đẹp đẹp của nó. Chứ còn chúng ta mà ngồi ngấp ngáp chờ chết thì chúng ta sẽ chết hoài, chết không biết đến đời nào chúng ta mới chết ấy, tính đếm được cái chết của chúng ta. Thì chúng ta thấy là đó là cái nội dung của bài kinh hôm nay, là có hai cái vấn đề. Thứ nhất tức là chúng ta thấy là cái động cơ tu tập của chúng ta là phải chân chánh. Chân chánh là như thế nào? Lần trước có kể bốn đó, tức là chúng ta không phải vì phá đạo mà đi tu, cũng không phải vì miếng ăn mà đi tu, mà cũng không phải vì cái gì? Cái này khá hơn hai cái kia đó, tức là chúng ta đi tu đó, tức là chúng ta có thể học được nghĩa lý của đạo nhưng mà không nói được đạo. Thì cái đó là
cũng gọi là chưa phải hoàn hảo lắm nhưng mà cũng khá hơn hạng trước. Mà chúng ta thấy là cái động cơ chân chánh của chúng ta đó là phải vượt qua cái việc mà học đạo, mà chúng ta phải tu đạo để đắc được quả giải thoát, thì đó mới là động cơ chân chánh, tức là chúng ta phải quyết tâm tìm cầu đạo giải thoát, tức là phải giải thoát được thì chúng ta mới thôi, chứ không phải là chỉ có học đạo nói cho sướng miệng mà thôi. Tức là chúng ta có thể thao thao bất tuyệt nhưng mà cái đó dẫn gọi là càn tuệ, tức là đưa đến một cái hí luận dễ dẫn đến cái việc mà chỉ có tranh cãi cho vui miệng thôi. Thì đó là cái động, cái nội dung thứ nhất của bài kinh là cái động cơ chân chánh xuất ra. Còn cái thứ hai là nội dung thứ hai của bài kinh, tức là cho chúng ta thấy cái sự thật của cuộc đời là giống như bốn cái hòn núi kia, nó đang già chết ập đến, và thế giới này thì vô thường vô chủ, chúng ta cũng không tự làm chủ được mình, và nó sẽ kéo đến cái già cái chết. Cho nên là cái sự thật cuộc đời là như vậy, cho nên là chúng ta phải khéo tu tâm dưỡng tính, tu tỉnh giống như ông vua Tần Bà Sa La đó, để vượt qua được bốn cái ngọn núi sinh lão bệnh tử này thì chúng ta mới có thể có được an lạc hạnh phúc của cuộc sống. Thì đó là cái bài kinh ngày hôm nay. Chúng ta có câu hỏi gì không? Nè, nếu mà không có gì thì chúng ta hồi hướng ha. Nguyện